灵魂陷在无力点，全部都塌了。前面已没路，只得摧毁和壮烈。几多个角色，几个剧情可以转？当一次放手，再度回头，已是晚年。怎么去篡改真相？巨轮总要转，失去唯有思念。偏一个错失，一个下场不会变。当拥抱转身，约定别离也都是缘。想扭转这天，偏种下无数支箭。未来殊途是永远，归于那天。ông cờ cho tôi thêm một cơ hội để cứu mạng của họ. Cho dù gặp phải khó khăn gì, tôi nhất định phải cứu được họ. Tôi hy vọng ông hiểu, tòa nhà Duy Lợi đã có nhiều năm tuổi rồi. Nếu bây giờ không sửa chữa thì mặt kết cấu sẽ rất nguy hiểm. Lệnh sửa chữa đó phải xử lý thế nào, tôi nghĩ không cần anh phải dạy cho tôi. Vậy làm sao để làm sập tòa nhà và qua mặt tên kỹ sư đó đây? Dù sao thì Tim cũng là người của Marco, không thể tự mình giải quyết anh ta. Lục Văn Đào chắc cậu biết là ai rồi. Cục trưởng Sở Y tế. Bà Lục muốn xây một hồ bơi ở trong nhà. Tôi không phải công trình lớn gì, nhưng nhận thêm mấy người khách hàng dạng này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho công ty. Nhưng làm việc với mấy khách hàng này xã giao nhiều lắm, tôi làm không được đâu. Hay là kêu Nick đi, ảnh giỏi nhất là xã giao với khách. Trên tay tôi còn nhiều dự án lắm. Minh Diện, BNA, Duy Cảng Kỳ 8, còn có tòa nhà Duy Lợi nữa. Tòa nhà Duy Lợi sẽ bị hủy bỏ. Tại sao? Lâu nay vẫn chưa thu mua được hết tòa nhà Duy Lợi, những hộ nhà lại không chịu góp tiền sửa chữa, nên Đức Cổ tạm dừng dự án này cũng rất hợp lý. Nhưng sở nhà đất đã ra lệnh sửa chữa, họ không thể nào không làm. Đức Cổ sẽ có cách của họ thôi. Khiêm à, trọng điểm công ty chúng ta không phải là sửa chữa tòa nhà cũ. Lúc trước tôi vì nơi mặt của Ken nên mới nhận thôi. Cho nên Đức Cổ cố tình kéo dài thời gian chứ gì. Không thể kéo dài được nữa đâu sư phụ. Tim à, tại sao cậu đặc biệt cố chấp với tòa nhà Duy Lợi như vậy? Không có, lúc nào tôi cũng vậy mà. Những dự án mà tôi đã nhận đều xử lý rất chuyên nghiệp. Thôi đi, tôi rất hiểu con người của cậu. Nếu là cậu có lúc trước, cậu sẽ không cố chấp với những dự án không có tính thử thách như vậy đâu. Phải, lúc trước tôi như một cỗ máy vậy. Đúng, tôi thật sự cũng không biết tôi phải vất vả nghiên cứu một kết cấu khó khăn. Nó có quan trọng không? Tôi giúp khách dễ dàng tiết kiệm được 1 triệu hoặc 2 triệu đô, nó có quan trọng hay không? Sư phụ à, điều thật sự quan trọng không phải là con người sống trong tòa nhà đó sao? Phải, tôi không phải nói như vậy là không tốt. Nhưng mà Tim à, bây giờ cậu là sếp lớn thứ hai trong công ty này. Nhìn nhận sự việc phải nhìn xa trông rộng. Làm tốt quan hệ xã giao là điều quan trọng để sau này cậu tiếp nhận công ty. Nhưng mà thật ra Đức Cổ muốn... Tôi đã quyết định rồi, không cần phải nói nữa. Tôi ra ngoài trước. Henry, tôi đã điều cậu ta đi rồi. Ai ăn mất cái đùi gà của tôi vậy? Có phải cái này không? Ê, đưa đây cho tôi. Làm gì vậy? Tim, Tim, sau này cùng nhau làm Duy Cảng Kỳ 8 đi. Nhớ chỉ dạy tôi. Có anh giúp đỡ thì tốt rồi. Vậy tôi hỏi Hy lấy tài liệu trước nha. Anh có cần dặn dò gì trước không? Hay là vừa ăn vừa nói cũng được? Anh cứ ăn trước đi, tôi đang bận chút việc. Tim làm gì vậy? Không có tinh thần cái gì hết. Chắc là gần đây anh bận thôi. Không lý nào, Duy Cảng Kỳ 8 có anh giúp rồi, anh thoải mái mới đúng chứ. Ôi, xem ra anh em của anh không vui khi anh cướp mất công việc rồi. Cái này gọi là ngày dài hiểu lòng người. Cái tên tiện nhân si hoài đáng ghét này, để coi khi nào bị ung thư lưỡi. Ê, mặc kệ anh đi, tự nói như vậy có thể gây chia rẽ tình cảm anh em chúng tôi. Anh đang nằm mơ rồi. Ồ, tới sớm vậy? Không, tôi tính đem cái máy quay phim không người lái tới thử nên qua sớm hơn. Nè, áo của anh giặt xong rồi, nhưng mà không tìm được nút tay áo. Tôi có cố tình đi phối lại giùm anh, nhưng mà không có tìm được cái nào hợp hết trơn. Ê, anh mặc cái quần vào đi có được không? Tôi lúc nào cũng vậy mà, làm sao tôi biết bạn anh lại tới chứ? Xin lỗi nha, thật ngại quá. Đừng có uống bình nước của tôi mà. Tôi không muốn uống nước bọt của anh nữa đâu. Trót ra trót vào phiền phức quá đi. Tôi đi toilet. Lúc nào cũng vậy. Tôi còn tưởng là anh quen với cô em gái Tiểu Tiểu thời quan chứ.
Thì ra anh bỏ chuyến bay thẳng hả? Chuyến bay thẳng gì chứ? Thì giữa đường đổi hướng bay đó. Cái gì hả? Lúc nãy ảnh lên đây không biết làm cái gì, cái quần ướt hết nên phải thay quần thôi. Làm ướt cái quần? Anh còn suy nghĩ mấy chuyện bậy bạ tôi. Nè nè, tôi không có kỳ thị anh đâu, tôi luôn ủng hộ anh mà, phải không hả? Vẫn chưa giới thiệu, tôi tên là Phát Bảo Kiếm, gọi tôi là Bảo Kiếm được rồi. Tôi tên là Nick, chào anh. Tôi với Tim biết nhau cũng nhiều năm rồi, nhưng tôi nghĩ là chắc không hiểu rõ đối phương bằng hai người đâu ha. Tôi và anh hả? Buồn gì biết quá trễ. Đừng nói chuyện xàm nữa. Có phải là anh muốn bay thử hay không? Quay thử đã. Tôi muốn hỏi là trước đó anh từng làm việc với nhà hàng Xã Kỷ đúng không? Có thể giúp tôi lấy số điện thoại của quản lý không? Nhà hàng Xã Kỷ? Nhà hàng ăn trong bóng tối đúng không? Khó đặt chỗ lắm đó. Thì phải đó, 3 tháng tới đều hết chỗ rồi. Tôi muốn mời người bạn đi ăn cơm cũng không được. Người bạn gái? Muốn vậy, nhưng mà vẫn chưa phải. Đang cố gắng, cho nên cần Tim giúp đỡ nè. Cái đầm của em. Khăn giấy ướt nè. Tất cả đều là tại anh đó, bây giờ sao mà lau sạch được đây? Em trách anh hả? Em phải tự trách lại măng đồ như em bé thì đúng hơn. Thì ai kêu anh lại chọn cái nhà hàng tối thui như vậy? Tối không tốt sao? Tối mới tốt, lãng mạn mà. Nhưng anh cũng có thể nói cho em biết trước để em không mặc đầm trắng đi chứ. Lúc nào em cũng nói là muốn có bất ngờ mà anh làm được rồi, bất ngờ chưa? Giờ ngược lại là em có lỗi đúng không? Anh đừng lấy tên là thời quan nữa, lấy tên vô lại đi. Hayley, Hayley. Được rồi, được rồi. Sau này anh là tên vô lại, em có thể gọi là vô lại. Hôm nay đã rất vui vẻ, đừng vì chuyện nhỏ nhặt vậy mà làm chúng ta cãi nhau có được không? Bộ em nhỏ mọn vậy sao? Em chỉ nói chơi thôi mà. Ba của anh nói rất có lý. Ba lúc nào cũng nói lời nói của phụ nữ luôn đúng, rất khó nắm bắt. Cũng may lần đầu tiên anh hẹn em đi chơi, không phải tới nhà hàng này. Nếu là vậy em nhất định sẽ không làm bạn gái của anh đâu. Gì chứ, lần đầu tiên là em uống sai rồi sau đó cứ hôn anh rồi chúng ta yêu nhau thôi. Đâu có đâu, không thể nào. Em còn giả bộ hả? Anh sẽ nói lại như vậy với con của chúng ta. Anh thử được, đi. Được, thử đi. Nè, qua đây, nhanh lên. Tôi cũng biết là anh không thích nợ người ta, nhưng mà xem như giúp tôi đi có được không? Xem như giúp tôi đi mà. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng đi nhà hàng đó. Tại sao? Lúc trước tôi có đi với bạn rồi, sau đó còn bị than phiền. Không thích hợp dẫn con gái đi đâu, tin tôi đi. Nhất là ngày hẹn đầu tiên. Mà khoan đã, anh hẹn cô gái nào đi hồi nào vậy? Tôi hiểu rồi, chắc chắn anh bị cô gái đó từ chối, nên giữa đường mới chuyển hướng thôi. Thì là đi với tôi nè. Tôi sợ tối lắm. Sợ. Nè, bây giờ còn hơi sớm, hay là qua bên Tiểu Tiểu Thời Quán uống cà phê đi. Anh cũng đi chung chứ? Đương nhiên rồi, tôi lên thay đồ trước nha. Tôi cũng đi thay đồ đi. Thấm nước từ bên ngoài cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Có lẽ không trám kỹ mấy cái lỗ hổng, hoặc là cốt thép xi măng bị xuống cấp cũng không chừng. Vậy nếu tìm được chỗ chảy nước thì có phải là có thể dùng sơn chống thấm hoặc là keo dán chống thấm dán lại là được đúng không? Hỏi về cà phê thì được, mấy chuyện sửa nhà tôi không biết đâu. Vậy phải làm sao đây? Dượng của cô không phải làm gì sửa chữa công trình sao? Sao lại không đi hỏi? Bây giờ Dượng đang sửa chữa cửa tiệm tầng trệt của tòa nhà Duy Lợi. Tòa nhà Duy Lợi không phải rất cũ rồi hả? Sao còn mở tiệm? Mới tới hả? Chào mừng quý khách. Còn chỗ không? Còn, cậu vào tiếp khách đi. Mời bên đây. Xin chào, lại gặp mặt rồi. Tới quay phim hả? Phải. Vào trong ngồi đi. Được. Luật sư Phát. Thì ra cô thích cắm hoa hả? Tôi chưa từng học hoa nhưng mà có lên mạng xem cách làm. Sao hả, anh thấy được chứ? Đương nhiên là đẹp rồi, rất đẹp. Người yêu có người yêu, người đó không phải tôi. Cái gì chứ? Vẫn chưa tiến triển tới đâu mà. Anh không nghe Nick nói sao? Đang cố gắng đó. Cộng thêm sự hỗ trợ của anh, tôi sẽ sớm kêu Hayley là chị dâu thôi. Tôi làm gì có hỗ trợ gì đâu chứ. Đừng có giả bộ nữa. Người không thích ăn cơm trong bóng tối mà anh nói chắc chắn là Hayley rồi. Chắc là trước đó anh từng đi với cổ và có xảy ra chuyện nên giờ mới khuyên người ta. Tôi biết anh đang nghĩ gì mà. Tôi không thể liên lụy người ta. Tôi phải giữ khoảng cách với người ta. Nhưng anh có nghĩ tới chuyện này sẽ kết thúc không? Khi kết thúc rồi thì theo đuổi là Hayley. Bây giờ anh đẩy cho Nick. Tới khi chuyện này kết thúc thì đúng là kết thúc luôn đó. Anh nói đúng. Chuyện này kết thúc chắc tôi cũng sẽ biến mất. Tới lúc đó là kết thúc thật. Nick là một người tốt đó. Nhìn hai người họ cũng rất hợp nhau. Thôi thì học cách chúc phúc cho họ đi. Hay là lấy cái gương ra rồi tự nói với chính mình ở trong gương xem có chịu nổi không.
Bánh kem hạt dẻ ngon. Bánh kem hạt dẻ này là món bánh giới hạn, tôi đã làm bằng hạt dẻ Nhật Bản, ăn thử đi. Wow, ngon nữa nha. À phải rồi Gia Thuận, ba người cô đúng là giỏi thật. Sau khi ba người tiếp nhận quán, doanh thu đã tốt hơn nhiều. Cũng là nhờ có Thời Quang. Lại là tôi. Phải đó, lần trước khi anh cổ vũ tôi xong á, thì tôi chọn nghỉ việc đi dạy rồi tập trung hết tâm sức vào kinh doanh quán này. Đúng là nhờ có anh thật nha. Tôi chỉ nói đại vài câu thôi. Nếu cô muốn sửa xe thì phải tìm sửa xe quen biết. Tôi quen nhiều lắm, nếu cần cứ tìm tôi. Anh đừng có đứng ở đây nữa, tìm chỗ ngồi đi, chút nữa ra tiếp đãi anh. Chào cô, xin hỏi đây có phải Tiểu Tiểu Thời Quang không? Phải, cô đi một người hả? À, phải, tôi có đặt một cái bánh qua trang Facebook. À, mời bánh này. Cảm ơn nha. À, anh đúng là thích ăn bánh kem quá ha, ăn nhanh dữ vậy. Cô đợi một chút, sẽ có liền. Được rồi, cảm ơn nha. Gia Thuận, Tim, anh cũng ở đây hả? Ý, tình cờ vậy, tôi sống ở gần đây thôi. Người này thì mặc kệ đi, Nick thì cô đã quen rồi. Chào. Cô chính là cô Khang đặt bánh qua mạng đúng không? Phải đó, cô có quen với Thời Quang hả? Ảnh là bạn hợp tác trong công việc của tôi. Nếu là bạn bè thì để tôi chiết khấu cho cô nha. Bánh kem của cô tôi đã làm xong rồi, mời cô qua bên đây. Cảm ơn, chút nữa nói chuyện sau ha. Được. Cô Khang. Ê, cô là Hailey, chính là luật sư lần trước giúp tôi làm hợp đồng ở công ty của ba tôi phải không? Cô tới quán cà phê của chúng tôi mua bánh hả? Phải đó, cô là bà chủ ở đây hả? Vậy là cô cũng biết Tiểu Tiểu sao? Tức là cô vừa biết Trương Mân, vừa biết Thời Quang, vừa biết Tiểu Tiểu. Tất cả đều nhờ có ba tôi mới quen biết họ. Ba của cô? Hailey thì là luật sư của công ty ba tôi, còn anh Tim là đang hợp tác với công ty của tôi. Lúc trước Tiểu Tiểu còn là trợ lý của ba tôi nữa đó. À, tức là con của sếp lớn, cô phải nói sớm chứ. Tiếp hân hạnh được gặp cô. Hân hạnh được gặp cô. Thì ra Tiểu Tiểu từng làm trợ lý của ba cô hả? Tôi cũng không nghe nhắc tới. Vanessa cũng không phải làm rất lâu, nhưng mà lúc đó cổ thường xuyên làm bánh kem đem vào cho mọi người ăn. Tôi cũng có ăn qua mấy lần. Nhớ lại hả, cổ có quay phim đăng lên trang mạng đó, chỉ người ta làm bánh nữa. Tôi cũng có theo dõi nên mới biết cổ mở quán cà phê này nè. Ha, nhưng mà dạo này thấy cổ rất ít đăng bài, có phải cổ rất bận không? Cổ đã qua đời rồi. Xin lỗi nha. Nè, anh có biết Tiểu Tiểu từng làm trợ lý cho Khang Vĩnh Nhân không? Sau khi cổ tới đây mở quán cà phê thì tôi mới biết cổ. Cổ không nói trước đó cô từng làm gì, tôi cũng không có hỏi. Tôi giúp cô ghi lời chúc mừng sinh nhật nha. Ghi lời chúc mừng sinh nhật của mẹ. Được, cảm ơn nha. À, Hailey à, trước đó tôi xem trên AC thấy được là ở gần đây có một nơi là Âu Châu rất đẹp. Cô rảnh dẫn tôi đi tham quan được không? Được. Cô muốn đi Âu Châu à? Tôi rất rành chỗ đó. Hay là để tôi đưa cô đi, dù sao tôi cũng muốn ra ngoài đi dạo. Được đó, vậy không làm phiền cô nữa. Không sao. Hailey à, tôi muốn ra ngoài thử cái máy quay không người lái, cô muốn đi chung không? Được đó. Đi thôi. Thực ra thì rất dễ điều khiển. Vậy hả? Tôi có thể thử không? Được, nè. Nút đầu tiên nha. Được rồi. Rất tốt, cô điều khiển rất tốt. Tại sao lại không lên được vậy? Ôi. Không sao, để tôi vào trong lấy. Ê, mau quay lại đi. Nếu không chút nữa thủy triều lên tới đầu gối thì không qua được đâu. Nick đi vào trong đó lấy lại cái máy quay rồi. Cô mặc kệ anh ta đi. Nếu bây giờ cô không qua thì chút nữa không qua được đâu. Tôi hiểu rồi. Sợ làm ướt đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của cô chứ gì. Phiền cô đừng cử động, nếu không đôi giày rớt xuống nước tôi không đền đâu.
来放手等于准备来年抱紧你，原来纵使抵挡转身一样会一起，原来退缩等于积极寻求新转机，直觉很神奇，一生与你曾获勇气，难极都不放弃。点啊，快啲啲！cảm ơn nhiều nha. Hả? À, không có gì. Tôi đi trước nha. Ờ. Sao rồi? Cô ổn chứ? Ờ, tôi ổn. Cái máy quay của anh có sao không? Không sao. Về quán lại ha. Ờ, đi thôi. Bên công ty tài vụ tôi đã giải quyết xong rồi. Thật ra số tiền cũng không nhiều lắm, tôi chỉ cần tới ký tên là được. Gia Thuần, lần này cô nhất định phải giúp tôi. Hay là anh bỏ tay ra trước đi, tôi cần có thời gian để suy nghĩ. Chỉ có cô mới có thể giúp được tôi bỏ thôi. Tay ra. Anh còn mặt mũi tới đây nữa hả? Đi đi. Anh là ai chứ? Gia Thuần, bạn trai cô hả? Không phải. Anh mặc kệ tôi là ai, bây giờ tôi kêu anh đi mau. Gia Thuần à, lần này cô nhất định phải giúp tôi. Cô là người tôi tin tưởng nhất trên thế giới này. Cô không giúp tôi sẽ chết thiệt đó. Hay là anh về trước đi, anh cho tôi thêm chút thời gian suy nghĩ nha. Gia Thuần, vậy cô ở mấy chỗ này phải cẩn thận đó. Ở đây rất phức tạp. Không có liêm sỉ. Đừng có mềm lòng với hắn nữa. Như vậy chỉ đang hành hạ bản thân thôi. Anh hình như biết rất nhiều chuyện về ảnh. Anh biết ảnh hả? Hả? Không biết. Mấy tên cha nam này nhìn mặt là biết mà. Tóm lại là cô đừng lo cho hắn nữa. Ừ. Người lúc nãy là ai vậy? Bạn trai cũ. Tại sao lại chia tay? Có người thứ ba hả? Vậy tức là có lỗi với cô rồi. Tức là cha nam rồi. Tại sao còn liên lạc hả? Không có liên lạc. Là anh tự tới tìm tôi thôi. Bạn trai cũ tìm chắc chắn có mục đích. Hắn tìm cô có gì? Nói. Anh có vợ sắp cưới rồi. Có vợ sắp cưới. Vậy tức là ngứa mình ngứa mày muốn kiếm chuyện rồi. Cảnh cáo cô, ngựa tốt không quay về ăn cỏ cũ. Cô đừng có làm bậy. Vậy hắn tìm cô có gì? Nói đi. Nói đi. Thật ra ảnh cùng vợ sắp cưới á, đã đặt lịch chụp hình cưới. Nhưng mà tình cờ là mẹ ảnh cần đi bệnh viện khám mắt, cho nên ảnh muốn tìm người giúp ảnh đưa mẹ ảnh đi kiểm tra mắt đó. Hắn tìm cô để giúp hắn đưa mẹ hắn đi bệnh viện khám mắt hả? Hắn xem cô là gì? Giúp gì hả? Hộ lý hả? Thật ra sau khi chia tay với Brian á, thì mẹ của ảnh vẫn còn rất quan tâm tôi. Tuy là tôi với Brian không thể làm bạn, nhưng mà bác gái á, là trưởng bối mà. Nếu tôi làm sẵn hết bánh kem xin nghỉ phép một ngày. À, hay là nửa ngày phép. Không ngày được phép. Đâu. Không. Nè, không phải là không cho cô nghỉ phép, nhưng cô thích làm giúp việc như vậy thì cô làm giúp việc cho chúng tôi đi. Người ta không thực sự quan tâm tới cô đâu. Không lẽ cô đã nhận lời hắn rồi hả? Không. Lúc tôi đang suy nghĩ thì Thời Quang xuất hiện. Cô kể cho Thời Quang nghe về bạn trai cũ của cô sao? Không có. Chúng tôi đâu có nói chuyện thân tới như vậy. Âu Dương Gia Thuần, cô cảm thấy Thời Quang rất đàn ông hả? Không phải, không có chuyện đó. Vậy tại sao mà cô đỏ lên hết vậy hả? Cô đừng có khờ nữa, cô nhìn thấy hắn đối xử với Kimberly ra sao rồi chứ, rất nhiệt tình luôn đó. Mấy người này là đàn ông xấu đó. Thật ra Thời Quang cũng rất tốt bụng mà, anh chỉ là dẫn Kimberly đi tham quan xung quanh thôi. Cũng tốt, hắn có thể sáng đi dạo biển với cô gái khác, rồi chiều đến thì ẵm một cô gái khác đó. Cô kích động quá làm gì, sao cô biết? Cổ là thỏ thuần thuần mà không trông chừng cổ, lỡ cổ bị nuốt vào bụng thì phải làm sao? Ảnh cũng đâu phải là trai nam đâu. Phải, ảnh không phải trai nam. Là một con sói khoác lớp da cừu. Giả tạo. Giả tạo là gì? Giả tạo là đáng ghét. Tôi nói cho cô biết, cô phải tránh xa mấy trai nam như vậy. Ờ. Hắn đê tiện tới vậy hả? Chia tay rồi còn xem Gia Thuần như người giúp việc. Khi thu cổ phiếu thì kêu Gia Thuần đi thế chấp nhà để vay tiền, sau đó không chịu trả nợ, còn làm cho tiểu tiểu Thời Quang bị người ta tạt sơn hả? Nhưng mà không phải má của cổ đã bắt cổ chuyển người đứng tên nhà sang cho em trai sao? Nhà của tiểu tiểu thì chưa thuộc gì cổ. Căn nhà là ba của tôi để lại cho em ấy mà. Vậy bây giờ căn nhà đâu? Tôi đang giữ, tôi chưa đoàn tụ với mấy sao cho. Đúng rồi, chứ nếu không giống như thời không trước bị mất sạch. Gia Thuần không có tiền sẽ tốt hơn, có tiền sẽ mất trong tay của tên xấu xa kia. Ừ. Lúc nãy có phải anh đã ra mặt cho Gia Thuần không? Phải, tôi dọn tới đây là muốn anh thầm bảo vệ em ấy mà. Hèn gì, chắc là cô sẽ cảm thấy anh rất đàn ông. Vậy thì đã sao? Hôm nay Ken đi ra ngoài với Kimberly, tôi nhìn thấy Gia Thuần nhìn hai người với một ánh mắt rất u buồn. Tôi đã xem phim bao nhiêu năm, ánh mắt này gọi là ngưỡng mộ, ghen tị, thèm muốn. Không phải chứ,
Anh đối xử tốt với người ta có tình cảm với anh là chuyện bình thường. Em ấy là em gái của tôi đó. Chuyện này thì khó xử rồi, anh ra tay giúp đỡ thì cổ tưởng là anh thích cổ, rồi cổ lại thích anh, loạn luôn không có hay đâu. Còn nói mấy lời bóng gió, giúp tôi suy nghĩ cách đi. Làm gì cười mờ ám vậy? Tôi không được thôi, nhưng mà anh được mà. Tôi? Phải. Không được. Anh được. Không được. Ê, sao nói là Robin là Watson, anh quên hết rồi hả? Tôi làm việc lớn mà, ngăn chặn tòa nhà Duy Lợi bị sập, bắt Khang Vĩnh Nhân và đủ mấy hộ dân dọn đi. Tòa nhà Duy Lợi đương nhiên là cần anh giúp đỡ rồi, nhưng mà chuyện này chỉ có một mình anh biết thôi, không lẽ tôi đi tìm Đức giúp đỡ? Đi mà, làm ơn đi mà. Không đi. Nè, lần này tới lượt tôi cầu xin anh đó. Tôi chỉ có một đứa em gái là Gia Thuần thôi. Gia Thuần thật sự rất tội nghiệp. Chuyện ở nhà trường đã làm cho mặt nó để lại sẹo, vất vả cực khổ để dành tiền mua nhà. Ai dè má nó bắt nhường tiền lại cho em nó. Những người đàn ông mà nó quen, không phải cha nam thì cũng gạt nó, luôn luôn coi nó như người giúp việc. Thê thảm nhất là cái gì? Gặp lại người anh trai này nè, còn hại chết nó nữa. Nó thật sự rất là tội nghiệp lắm. Không có ai tội nghiệp hơn nó đâu hả? Đã nói tới vậy, không giúp là không được rồi. Nhưng phải có một điều kiện, là anh không được yêu nó và cũng đừng để nó yêu anh. Không tin được tôi, đừng nhờ tôi giúp. Nè, làm ơn đi mà, làm ơn đi mà, làm ơn đi mà. Được rồi. Nhà tôi coi như anh đồng ý rồi nha. Vụ của cha Thuận coi như xong, quay lại chuyện nghiêm túc. Tại sao trong quần của anh lại nhét tấm hình của Tiểu Tiểu vậy? Quần đùi không có túi mà. Ờ. Nè, đem dán lên bảng đi. Tiểu Tiểu từng làm trợ lý cho Khang Diễm Nhân, làm được bao lâu? Tại sao? Tất cả đều trong vòng bí ẩn. Muốn biết hả? Tôi biết nè. Anh biết? Anh tưởng tôi với Kimberly ra ngoài check in thật hả? Tôi biết anh không thể đuổi cô ta mà. Không ngờ anh chụp hình đẹp như vậy. À, thì cô cũng đẹp, cảnh cũng đẹp, chụp hình dĩ nhiên đẹp rồi. Thật ra chúng ta cũng thật có duyên. Thì đã Tiểu Tiểu từng làm trợ lý cho ông Khang hả? Anh gọi cô ấy là Tiểu Tiểu, anh thân với cô ấy lắm hả? Chuyện trước khi cô ấy mở tiệm cà phê tôi cũng không rõ lắm. Tôi nhớ mùa hè năm đó tôi trở về Hồng Kông, những lúc lên công ty tìm Daddy đi ăn trưa có gặp cô ấy mấy lần. Tiểu Tiểu sắp mở tiệm bán bánh đường rồi, có thật không vậy hả? Phải đó. Hai. Dạ cô Khang. Cô Khang, có phải cô hẹn ông Khang ăn trưa không? Ông ấy chứ còn đang hợp. Không sao, vậy tôi ở đây đợi ông ấy. Bánh kem này đẹp thiệt đó. Cô Khang, hay là cô ăn thử ha? Cũng được. Bánh này cô tự làm hả? Phải đó. Cô ăn thử đi cô Khang. Cảm ơn nha. Bánh ngon thiệt đó. Thật sao? Cảm ơn cô Khang nha. Hay là ăn thêm miếng nữa đi. Được đó, tôi muốn lấy cho Daddy ăn. Dạ được. Tới năm thứ hai tôi quay lại Hồng Kông thì cô ấy đã từ chức. Nhưng nhiều lúc tôi cũng có lên mạng xem video cô ấy dạy người ta làm bánh. Có lúc cũng nói chuyện với nhau trên Facebook. Cô có biết tại sao cô ấy lại từ chức không? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi rất khẳng định không phải vì lý do năng lực. Sao cô lại nói vậy chứ? Bởi vì Daddy rất ít khen ngợi ai. Nhưng tôi thấy ông ấy khen Vanessa, nói cổ, giúp được ba, làm được việc. À. Tôi cứ tưởng cô ấy mở tiệm cà phê cho nên mới từ chức. Trước đó nói chuyện mấy lần đều cảm thấy cô ấy là người rất cởi mở. Thực sự không ngờ cổ lại tự tử. Thật ra nhìn bề ngoài rất khó biết được thế giới nội tâm của một con người là thế nào. Anh nói cũng đúng. Mà anh cùng với mấy cô chủ tiệm cà phê cũng thân lắm hả? Không thân. Xin lỗi nha. Alo, Bobby à. Phải, cô đang về nè. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, Tiểu Tiểu nhất định là nhân vật mấu chốt. Kinh nghiệm gì chứ, xem thám thử Kindachi hay là hồ sơ X? Sự bộc bạch cuối cùng sau 18 năm. Ồ. Tiểu Tiểu là trợ lý riêng của Khang Vĩnh Nhân. Nói không chừng họ còn có mối quan hệ bất thường nữa kìa. Họ có mối quan hệ gì tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm những gì không liên quan tòa nhà Duy Lợi. Bây giờ quan trọng nhất là anh giúp tôi trong Trần Gia Thuần. Những gì tôi không làm được anh giúp tôi hết. Nhất là đừng để người yêu cũ của nó tới gần nó. Cái gì cũng ngăn cản. Cái gì cũng ngăn cản. Vậy thì phải ngủ dưới gầm giường Gia Thuận rồi. Anh thử coi. Nó giỡn thôi mà. Khang Vĩnh Nhân, trợ lý riêng. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật má Bi. Wow. Sinh nhật vui vẻ. Nè, đừng có đăng lung tung đó. Biết rồi, trước khi đăng lên con sẽ lấy hình mặt cười che mặt đẹp trai của ba lại. Mắt con sẽ phá hoại hình tượng của iPhone của chủ tịch tập đoàn. Vậy thì tốt. Wow, bánh kem này đẹp mắt thật đó. Phải đó, thì con mua ở tiệm cà phê tên là Tiểu Tiểu thời quang mà. Là Vanessa trợ lý riêng ngày xưa của ba mở đó. À,
Vậy hả? Ê, Daddy à, ba có biết là thì ra Vanessa đã qua đời rồi không? Ba không biết. Đáng tiếc vậy. Lâu rồi không liên lạc với cổ. Ủa, vậy bây giờ tiệm đó phải làm sao? Bây giờ cửa tiệm đó do bạn của cô ấy quản lý. Má bị, ba thử xem có ngon không? Với lại, ba cũng có phần nữa nè. Cảm ơn. Thế nào, có ngon không? Ngon lắm đó. Vậy hay là sinh nhật của Daddy, chúng ta đặt thêm lần nữa nha. Con thích thử những điều mới lạ, đặt thử chỗ khác đi. Cũng được, ba quyết định đi. Dù gì con cũng có nhiều cửa tiệm muốn thử. Xin lỗi. Alo. Cậu sửa bản đồ quà hả? Được, bây giờ tôi lên lầu sửa ngay cho anh. Ok, bye bye. Xin lỗi nha Daddy, Mommy, cậu phải sửa ngay một bản đồ quà. Chút nữa cậu xuống nói chuyện tiếp. Được mà, làm việc quan trọng hơn. Đừng làm khuya quá. Cậu biết rồi, Mommy. Bánh kem này ngon lắm đó. Sao anh không ăn tiếp? Anh no rồi. Sinh nhật vui vẻ. Sao cô đọc bài về ông Khang vậy? À không, Kimberly nói Tiểu Tiểu từng làm cho Khang Vĩnh Nhân mà. Nên tôi xem thử ông ấy là người gì. Ông Khang Vĩnh Nhân này cũng không còn trẻ, nhưng vẫn phong độ ha. À phải rồi Trương Mân, vậy Tiểu Tiểu là đồng nghiệp cũ của cô rồi, không nghe cô nhắc tới vậy? Tôi công ty mấy trăm người, đâu phải chuyện gì cũng phải báo cáo với cô đâu. Thì chuyện liên quan tới Tiểu Tiểu nói ra để quan tâm nhau thôi mà. Như vậy mà là quan tâm, cô rõ ràng là nhiều chuyện. Nhiều chuyện? Tôi mà nói ra bí mật của tôi, dọa cô sợ chết không chừng. Sợ như thế nào chứ, nói tôi nghe thử. Gì vậy, muốn gài tôi hả? Tôi biết chừng mật mà, tôi biết những gì nên nói, những gì không nên nói. Không phải giống như cô vậy, ở đó làm bộ làm tịch. Rõ ràng cô chỉ được vỏ bọc, chỉ biết ngồi đó nói khoác thôi. Thôi bỏ đi, hai người đừng cãi nhau nữa, chúng ta chỉ quan tâm Tiểu Tiểu thôi. Tôi mới là không ấu trĩ như cô ta đó, về phòng đi. Tôi ấu trĩ, không phải cô ấu trĩ hơn hả? Kiếm chuyện để gây lộn, chuyện của Tiểu Tiểu có gì mà không nói được. Cô mới ấu trĩ đó, ấu trĩ, tôi cũng về phòng. Bây giờ vừa gặp lại, lại để cô nhìn thấy tôi như vậy. Cô là người trưởng thành, cô làm gì tôi không có quyền tra hỏi. Tôi chỉ hy vọng là cô đừng hối hận. Không phải trả cho tôi đâu. Nhà vệ sinh này dơ lắm, chúng ta đi tầng khác đi. Được thôi, đi chung đi. Trương Mân, Âu Dương Gia Thuần, Dương Tử Sơn. Ba người không hẹn mà gặp cùng lúc lấy ra tấm ảnh ngày xưa. Bất giác nhớ về những năm tháng tuổi thanh xuân đó. Không ngờ Tiểu Tiểu kết thúc sinh mạng vào độ tuổi trực trở. Rốt cuộc đang ẩn chứa chuyện bí ẩn gì đây? Tôi muốn xây hồ bơi ở chỗ này. Và tôi muốn lúc bơi ở hồ bơi cho tôi một cảm giác rất sảng khoái. Cho hỏi có phải cô muốn dùng hết chiều dài ở đây đúng không? Không đơn giản là chiều dài. Tôi còn muốn tận dụng hết toàn bộ không gian. Nhưng mà cũng không được giản dị quá. Tôi muốn khi nhìn vào có chút cảm giác cách điệu đó. Chúng tôi sẽ cố gắng làm đúng theo yêu cầu của bà Lục. Vậy phải làm bao lâu? Phải xem xét mức độ phức tạp của hồ bơi này nữa. Chúng tôi sẽ về công ty vẽ sơ đồ cho bà Lục xem lại. Nếu như cô hài lòng thì sẽ bắt đầu xin giấy phép. Nhanh nhất cũng phải mất khoảng 3 tháng đó. Hả?
Phải mất 3 tháng. Tôi thấy nhà kế bên chưa tới 1 tháng đã hoàn thành xong rồi. Thật ra nếu bà Lục mô tả cụ thể hơn một chút, chúng tôi sẽ khỏi mất công đi lại nhiều lần. Hay là vậy đi, tôi thì rất thích thiết kế hồ bơi của căn nhà kế bên. Các anh cứ làm giống y như đúc là được rồi. Vậy hay là bà Lục thử mô tả thiết kế đó như thế nào đi. Không cần phiền phức vậy đâu, tôi trực tiếp dẫn hai anh qua bển xem. Daisy đúng là tốt bụng gọi một cuộc điện thoại để cho chúng tôi qua đây, thật là làm phiền cô quá. Không phiền đâu, mời tự nhiên. Chính là hồ bơi này nè, các anh xem thử sẽ biết nó đẹp thế nào. Alo, ông Quỳnh. À, hôm nay ông không về văn phòng hả? Vậy được rồi, tôi biết rồi, bye bye. Anh Quang. Ủa, Patrick, hôm nay cậu không đi làm sao? Dạ phải bà Lục, tôi đang chờ chị Hai về nhà ăn cơm chung đó mà. À, tôi dẫn người tới xem hồ bơi đó mà. Bởi vì tôi cũng muốn xây giống vậy. Vậy không làm phiền mọi người nữa. Mọi người tự nhiên nha. Sao vậy? Thích ảnh hả? Không phải, đồng nghiệp cũ đó. Anh cũng làm bất động sản Tân Thành à? Phải, anh Quang đúng là có trí nhớ tốt. Lúc tôi mới vào làm thực tập á, anh đã làm trong bộ phận thu mua nhà cũ rồi. Mọi người nói anh lợi hại lắm đó. Ủa, hai anh đang nói về Patrick hả? Em trai của ấy giỏi lắm đó. Căn nhà này cũng mua được nhờ vào cậu ấy, rẻ hơn nhà tôi 10%. Lần trước tôi thấy cô Daisy này dùng chung một mẫu túi sách với bà Quỳnh, tôi đã biết cô ta không đơn giản chỉ là thư ký. Tôi đã dò hỏi sở nhà đất, căn biệt thự Daisy đang sống, Chí Tôn Bảo Hào Điền nhà số 4 thuộc quyền sở hữu của công ty Quỳnh Vĩnh Lượng. Giá bàn giao rẻ hơn thị trường tận 10%. Nhà chủ xây dựng là bất động sản Tân Thành. Tại sao Tân Thành lại cho Quỳnh Vĩnh Lượng lợi ích lớn tới vậy? Quỳnh Vĩnh Lượng không phải là người của Khang Vĩnh Nhân sao? Bất động sản đứt cổ, rõ ràng là giúp Khang Vĩnh Nhân làm những chuyện ông ta không tiện ra mặt làm. Nhưng mà tôi chắc chắn Khang Vĩnh Nhân và ông chủ Tân Thành Đổng Thiếu Hào, hai người đó không ưa gì nhau. Suýt chút nữa tôi quên nói xin lỗi anh nha. Giải nhà đường Mỹ Lợi khu Trung Hoàng á, thì ra anh có mua một số hộ hả? Cuối cùng lại để tôi vượt mặt đấu giá thành công rồi. Daddy à, người đó chính là ông Đổng bên bất động sản Tân Thành, người bà Daddy nói không ưa hả? Nè, như vậy có vẻ không đúng. Rõ ràng Quỳnh Vĩnh Lượng là người của Khang Vĩnh Nhân, nhưng lại lén lút nhận lợi ích từ đối thủ Tân Thành. Có thể anh ta đã giúp Patrick, em của người tình làm trung gian. Có đơn giản là làm trung gian không? Căn nhà rẻ hơn 5 triệu đô vào túi Quỳnh Vĩnh Lượng. Anh nghĩ nếu Khang Vĩnh Nhân biết được sẽ có cảm giác gì hả? Bị đuổi chắc. Có khi còn trở mặt luôn nữa kìa. Liệu lúc đó Quỳnh Vĩnh Lượng có dốc tâm dốc sức giúp Khang Vĩnh Nhân thu mua nhà hay không? Nè, được rồi. Hay là chúng ta chơi chia rẽ hai người họ, anh nó có tác dụng không? Được. Nhưng thực tế đã xảy ra chuyện gì chúng ta còn chưa biết mà. Không cần biết xảy ra chuyện gì đâu. Khang Vĩnh Nhân nổi tiếng là đa nghi không dễ tin người. Chúng ta tìm một người nói chuyện với ông ta, chắc chắn ông ta sẽ điều ra thôi. Anh nói thì dễ, làm sao khiến Khang Vĩnh Nhân sinh nghi đây hả? Anh đi nói với ông ta đi được không? Tìm đại một người lạ nói với ông ta thì ông ta sẽ không tin. Anh có thể nói những câu có tính xây dựng có được không? Anh có biết họ âm mưu sửa chữa hai cửa tiệm với nhà, muốn làm sập tòa nhà không? Tôi hết thời gian rồi. Hay là nói cho Kimberly biết đi. Hình như cô ấy có giải thích anh đó. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không nói với bà cổ là anh nói đâu. Như vậy là lợi dụng cô ấy. Không được. Dạo lúc này còn nói đạo đức hay sao? Không phải đạo đức. Tôi thử dùng góc nhìn triết học giải thích cho anh nghe được không? Anh có nghe qua câu có ma xe điện khó nhìn không? Có nghĩa là tôi không vì tránh đụng chết 5 người trước mặt mà vô tình đụng chết một người vô tội khác. Nhưng mà cô ấy sẽ không chết đâu mà. Sao anh biết cô ấy không chết chứ? Vậy mà còn nói có người ngoài hành tinh. Anh có thường thức hay không? Hiệu ứng bươm bướm đó. Mỗi một việc tôi làm đều sẽ ảnh hưởng tới một người nào đó. Tôi không muốn nói nhiều với anh nữa. Nói chung tôi sẽ không kéo cô ấy xuống nước. Anh đừng có hỏi chút là sao này sao nọ có được không vậy? Sao làm chuyện lớn được đây chứ? Đối phương không phải là người bình thường. Người ta ác, anh ác hơn có được hay không? Phải, lần này tôi về đánh gã khổng lồ. Nhưng mà tôi không muốn về chiến thắng ác ma. Chiến thắng nó rồi làm cho bản thân trở thành một con ác ma khác. Anh hiểu không? Tôi không phải là muốn anh thành ác ma. Nè, siêu anh hùng cũng có nhiều mặt khác nữa mà. Nè, không phải đâu. Anh có coi bị đội siêu anh hùng hay không hả? Gia đình Lách Quay Đồ bị Thanos búng tay làm biến mất nên ông ta mới báo thù. Tình cơ vậy? Tôi... Ê nè. Phải. Tôi giúp cô cho, đưa đi. Cảm ơn nhiều. Tình cảm của hai người cũng tốt thiệt đó. Làm gì có? Hôm nay tôi có làm bánh táo nè, hay là ghé tiệm ăn thử nha. Được thôi.
Vậy được hay không được đi? Đi thôi, tôi giúp cô xách đồ mà. Giá Thuận à, vụ bạn trai cũ của cô sao rồi hả? Sao anh biết vậy? Ở thôn này không có gì bí mật đâu. Cháu của cô Kình tối hôm qua mới tè dầm tôi cũng biết đó. Cháu của cô Kình lớn lắm rồi đó. Ê, cô đừng nghe nó nói nhảm nữa. Mọi người lo cho cô thôi. Phải đó, sợ cô bị gạt thôi. Thật ra cũng không có gì đâu, tôi không được rảnh nên không giúp ảnh thôi. À, đúng rồi. Ê, có chuyện gì cứ tìm ảnh. Ảnh thích ôm cuộn giấy vệ sinh diễu hành lắm. Phải, không cần phải ngại lên tiếng đâu. Cũng được, cảm ơn anh nha. Hay là vậy đi, anh hẹn Kimberly ăn cơm để cô ấy vô tình chạm mặt Daisy và Quỳnh Vĩnh Lượng, có được không? Lại nữa hả? Đã nói là tôi không muốn lợi dụng cổ rồi. Vậy anh trực tiếp nói với ông ta đi. Anh thử nghĩ đi, vận dụng chút sáng tạo, thêm chút thành ý giúp tôi suy nghĩ có được không hả? Nè, làm gì không được, làm khi không được, anh tự mình nghĩ đi. Nghĩ ra được đã không ngồi ở đây rồi. Bánh táo đem về hâm nóng, thêm kem vani ăn ngon lắm đó. Có vẻ ngon miệng đó. Tôi lấy túi giấy cho hai anh. À được. Vậy có cần nói cho cô ấy biết không? Hay không biết rõ đầu đuôi, thôi đừng nói. Nè, tôi chỉ nói cho một mình cô nghe thôi đó. Tuyệt đối đừng nói cho người khác nghe, đặc biệt là với Trương Mân. Không thôi cô lại nói tôi nhiều chuyện đó. Phải live stream rồi, tôi không nói nữa. Cô giúp tôi trong tiệm nha. Dương Tử Sơn đâu, lại làm biến nữa hả? Không phải. Sao nhìn mặt cô như trái bí khô vậy? Đâu có gì. Ồ, thôi tôi lên lầu trước. Thật ra có những chuyện có thể kể cho cô nghe, nhưng cô tuyệt đối đừng kể ai nghe nha. Lúc Vanilla đi nhà vệ sinh, bạn trai cô ấy gọi FaceTime với cô gái khác, còn gọi cô ta là Baby nữa. Chuyện này được nè. Gì vậy? Chuyện bị bợm lớn nhất giữa những người phụ nữ đó chính là, tôi nói trước cô chuyện này, nhưng cô tuyệt đối đừng nói cho ai nghe nha. Và họ rất biết cách bảo vệ nguồn kinh đến từ đâu. Tin. Sư mẫu à? Sao nhìn tôi như vậy hả? Cô có thân với ông Quỳnh bên Đức Cổ hay không hả? Thỉnh thoảng đánh golf chung với nhau sao vậy? Có những chuyện tôi không biết có nên nói hay không. Bỏ đi, tốt nhất là không nên nói. Có gì cậu cứ nói đi, tôi nghe. Vậy tôi chỉ nói một mình cô nghe thôi. Yên tâm đi, tôi kín miệng lắm đó. Tôi đang giúp bà Lục xây hồ bơi nè. Sau đó tôi phát hiện thư ký của ông Quỳnh, của Daisy sống ở nhà kế bên. Bà Lục, cậu nói hạng mục Chí Tôn Bảo Hào Đình đó. Nhà ở khu đó hình như cũng phải mất mấy chục triệu đô. Thư ký mà giàu vậy sao? Phải đó. Không lẽ... Thật ra chuyện của người khác chúng ta không nên quản làm gì như vậy quá nhiều chuyện. Nhưng mà ông Quỳnh với sư phụ cũng có sự quen biết. Tôi muốn nhắc nhở ông ấy là hồ bơi đó chưa xin giấy phép thì công lén thôi. Tôi làm vậy có phải quá nhiều chuyện không hả? Không đâu, cậu nhắc ông ấy cũng tốt thôi. Được. Sư mẫu à, tôi chỉ nói với một mình cô thôi đó. Tôi biết rồi. Tôi đi làm việc nha. Alo, Gloria hả? Tina nè, cô biết chuyện của Ken với thư ký của ảnh hay không? Cảm ơn. Ken đâu, chưa tới nữa hả? Không phải chứ hả, bây giờ cô ấy còn ra đường được. Chuyện gì vậy? Anh không biết sao, nó học đòi bao nuôi người tình kìa. Đó, thư ký của cậu ấy Daisy đó, anh cũng gặp rồi. Em họ anh thì lợi hại rồi, ở khu Chí Tôn Bảo Hào Đình mua căn biệt thự cho cô ta ở. Nhưng mà cũng vô ích. Sau khi sự việc này bị dở lỡ ra ngoài, cô thư ký bị đuổi việc. Đó, em dâu họ của chúng ta thì được thừa hưởng căn biệt thự đó rồi. Chí Tôn Bảo Hào Đình, nhà của bất động sản Tân Thành hả? Phải, không rẻ đâu. Hai anh em họ các anh đúng là biết cách dùng tiền che giấu sự thật. Anh Ken, giờ tôi thông báo cho ông Khang. Cô biến đi. Ông Khang, anh Ken muốn gặp ông. Anh họ. Xin phép ra ngoài trước. Cô cần chơi lớn vậy không? Chuyện gì vậy? Nè anh đừng có giả điên nữa. Chuyện của em với Daisy chỉ có mình anh biết. Không phải anh nói sao vợ của em biết được chứ. Chuyện của em bị lộ ra,
Em trách anh hả? Em đã làm những chuyện gì? Em tự hiểu đi. Không biết anh nói gì nữa. Cậu Quy cái gì cũng nói hết cho anh nghe rồi. Anh kêu em đi thu mua nhà ở đường Mỹ Lợi. Sau khi thu mua, em bán giá cao cho Tân Thành, nhưng nói danh vẫn chưa thu được. Cái tên khốn đó dám bán đứng mình. Em đừng có nói người ta, ngay cả anh em cũng ăn chặn mà. Không phải đâu anh họ à. Thì em thấy Tân Thành cũng thu mua hơn 60% rồi. Chúng ta giữ cũng đâu có ích gì. Rồi Đại Si nói muốn giúp em trai cô ấy, cứ năn nỉ em. Thì anh cũng hiểu rồi đó. Phải, em gạt anh như vậy tức là em không đúng. Em xin lỗi mà. Xin lỗi đơn giản như vậy hay sao? Hả? Em nói trước đi. Lại lượm em về, ai cho cơm em ăn hả? Vì một người phụ nữ dám ăn chặn anh họ hay sao? Ông đổng cho em lợi ích gì vậy? Hả? Thì mua căn biệt thự tính rẻ 5 triệu đô đó. Vậy là em bán đứng anh đó hả? Cái đầu em chứa cỏ hay là chứa phân gì hả? Nè anh thôi đi nha. Từ trước giờ á, anh thì nở mặt nở mày, chủ xây dựng lớn luôn đó. Chuyện khó nhận thì để cho em nuốt hết. Em có được cái gì hả? Bây giờ em bán nhà cho ông đổng, người ta cũng biết cho em hưởng chút lợi ích đó anh thấy không? Còn anh thì sao? Anh thì lại không cho em hưởng được một chút lợi ích nào hết. Đủ lông đủ cánh rồi, biết bay rồi hả? Thích ông đổng như vậy, qua đó làm con chó của ông đi, biến ngay cho anh. Anh đừng tưởng em không thể không có anh mới được. Anh ra ngoài coi thử có ai muốn làm lính quèn của anh không? Anh họ. Rác rưởi, rác rưởi. Ngoài tường bị thấm nước là vì ống nước trong tường bị đứt ra rồi, lâu ngày nên thấm. Dượng sẽ tìm thợ tới đây giúp con xử lý cho. Cảm ơn Dượng. À phải rồi, công việc sửa chữa tòa nhà Duy Lợi mất thật rồi hả? Thôi, nhắc tới là muốn nổi nóng. Rõ ràng nói cho khởi công rồi, tự nhiên lại nói ngưng không làm nữa. Mấy ông chủ lớn đó đúng là thích thay đổi là thay đổi à. Có thể khả năng của tôi bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà cho dù có khó khăn cỡ nào, tôi cũng sẽ từng bước một thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người. Nằm trong mù lịch đêm, toàn bộ đều băng tháp liệu. Tiền miên y mượt lô, chỉ đợ trôi vây và trọng lý. Nếu là mệnh vận năng dịch chuyển, toàn bộ quyết định từ sân kế toán. Mù nai y trân lực, ngài qua khảo nghiệm. Đến cuối cùng, ngày nào cũng vẫn phát hiện. Bao nhiêu vai diễn, bao nhiêu kịch tính có thể chuyển. Đang một lần phóng tay, lại đột ngột đồng ý là vạn niên. Cách nào để sửa đổi sự thật, cự luận cũng phải chuyển.